Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức hôm nay của chúng tôi. Sau đây là những tin liên quan đến Denver. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Phi hành đoàn F-16 biểu diễn trên khung trời tòa nhà Quốc hội Colorado. Vào ngày thứ ba 10 tháng Giêng, phi hành đoàn F-16 Fighting Falcon sẽ biểu diễn trên khung trời của tòa nhà Quốc hội Colorado tại thành phố Denver để chào đón và chúc mừng lễ tuyên thệ nhậm chức của thống đốc Charles Polis. Ngoài chương trình biểu diễn của phi hành đoàn F-16, còn có sự hiện diện của lực lượng vệ binh quốc gia, nghi thức bắn súng đại bác, dàn nhạc quân đội hòa tấu và nhiều màn trình diễn đặc sắc khác. Thống đốc Charles Polis và phó thống đốc Dean Maymar sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc 10 giờ 30 sáng. Chuẩn tướng Laura Cullen thuộc quân đội Hoa Kỳ cho biết, hỗ trợ quân sự trong lễ nhậm chức của các vị thống đốc là truyền thống lâu đời tại Colorado. Các binh sĩ, các phi công và lực lượng vệ binh quốc gia tự hào được tham gia để vinh danh thống đốc Charles Polis, vị tổng tư lệnh của Colorado. Lực lượng vệ binh quốc gia Colorado sẽ bắn 38 phát đạn trắng từ công viên Civic Center đối diện với những bậc thang phía tây của tòa nhà Quốc hội. Và 38 phát đạn này tượng trưng cho Colorado là tiểu bang thứ 38 tham gia vào Liên bang Hoa Kỳ. Vệ binh Colorado cũng cho biết, thông thường thì 21 phát đại báo phổ biến nhất trong những lần chào đón bằng đại bác là biểu tượng của nghi thức danh dự cho quân sự. Nghi thức này bắt nguồn từ truyền thống của Hải quân. Một tàu chiến sẽ bắn đại bác vô hại ra biển cho đến khi hết đạn để chứng tỏ đã vô hiệu hóa vũ khí, không còn ý thù nghịch. Hiện nay, nghi thức bắn 21 phát đại bác để chào đón các vị nguyên thủ quốc gia hoặc trong những trường hợp đặc biệt dành cho người đứng đầu chính phủ. Số lượng bắn đại bác gia tăng hay giảm bớt tùy theo cấp bậc và chức vụ của người được vinh danh. Bản tin tiếp theo, Hội đồng thành phố Denver phê duyệt sắc lệnh ăn cắp tiền lương. Vào tối ngày thứ Hai 9 tháng Giêng, các thành viên thuộc Hội đồng thành phố Denver đã bỏ phiếu phê duyệt sắc lệnh mới liên quan đến vấn đề ăn cắp tiền lương. Mở rộng chương trình SDRE, đồng thời chấp nhận dàn xếp một vụ kiện về hành vi của cảnh sát tại các cuộc biểu tình vào năm 2020. Dự luật ăn cắp tiền lương cho phép người lao động thông qua kiểm toán viên thành phố để thu hồi tiền lương của họ bị mất. Hiện nay, nếu một công nhân không được trả lương hoặc bị trả lương thấp, họ phải theo quy định pháp lý giới hạn số tiền họ có thể thu hồi và phải chờ nhiều tháng mới được giải quyết. Dự luật mới tạo ra một hệ thống chỉ mất vài tuần để giúp kiểm toán viên truy thu tiền lương bị đánh cắp cho các công nhân, đồng thời ghi tiền phạt chủ nhân của các hãng xưởng không trả lương cho người lao động. Chủ các hãng xưởng có 14 ngày để trả lời sau khi những công nhân bị thiệt hại để trình hồ sơ khiếu nại. Hội đồng thành phố Denver bỏ phiếu mở rộng chương trình STORE để các chuyên gia sức khỏe tâm thần và nhân viên y tế đến nhà những người bị chấn thương tâm lý khi gia đình gọi tổng đài 911 thông báo về những hành động bạo lực hay là quá khích của họ. Vì chương trình này thì có mục tiêu giúp những người gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần hoặc các vấn đề về chất được hỗ trợ mà không bị bắt giam. Và năm ngoái, các nhóm STORE đã trả lời hơn 4.700 cuộc điện thoại khẩn cấp và đã giúp đỡ hơn 1.100 người. Và tiếp theo nói về thời tiết tại Colorado, hiện nay tuyết tiếp tục rơi tại Colorado. Băng tuyết phủ kín mặt đất tại khu đô thị Denver suốt 12 ngày liên tiếp là khoảng thời gian dài nhất trong 11 năm qua. Ban tư vấn thời tiết mùa đông cho biết sẽ có thêm nhiều ngày tuyết rơi khác trên những ngọn núi tại Colorado và trên rặng núi Front Range. Tuyết bắt đầu rơi ở miền núi từ cuối ngày thứ Hai 9 tháng Giêng, kéo dài đến hết đêm thứ Tư ngày 11 tháng Giêng. Đây là lượng tuyết rơi dày nhất tại dãy núi Park và Medicine Bow, cũng như tại một phần thuộc công viên quốc gia Rocky Mountain. Tuyết rơi từ 3 đến 6 inch tại rặng núi Gore và Park Range,
từ ngày thứ hai 9 tháng Giêng khiến cho đường xá trơn trượt kèm theo gió thổi mạnh lên đến 60 mai một giờ. Một vài cơn gió thổi mạnh với vận tốc lên đến 70 mai một giờ, trải dài từ quận Jefferson đến biên giới tiểu bang Wyoming. Gió vô cùng mạnh ở phía đông nam Wyoming với tốc độ từ 65 đến 100 mile một giờ. Và những cơn gió giật mạnh nhất xảy ra dọc theo khu vực trung tâm và phía bắc dãy núi Laramie Range ở hành lang xa lộ liên bang 25 giữa Bordeaux và Douglas. Tại Denver, tuyết rơi nhẹ vào sáng ngày thứ ba 10 tháng Giêng trong thời gian dân chúng đi làm. Dự báo thời tiết cũng cho thấy tuyết dày lên đến 1 inch có thể rơi dọc theo dãy núi Fern Range, từ Fort Collins đến Castle Rock. Các nhà khí tượng thông báo thời tiết khoảng từ 40 đến 50 độ tại Denver vào ngày thứ Năm 12 tháng Giêng cho đến cuối tuần tới. Và tiếp theo cũng tại Denver, thưa quý vị, có 140 người bị từ chối biển số xe tự dọn trong năm 2022. Nhà lộ vận Colorado từ chối cấp biển số xe cho 140 người trong năm 2020 vì lý do biển số do chủ sở hữu yêu cầu có ý nghĩa dâm đảng và thô tục. Bà Electra Bustle, giám đốc cao cấp của DMV nói rằng họ yêu thích sự sáng tạo và niềm tự hào cá nhân khi cư dân Colorado tự chọn biển số của họ. Hầu như tất cả các biển số tự chọn đều được phê duyệt, nhưng cũng có một tỷ lệ nhỏ bị từ chối vì không phù hợp với tiêu chuẩn của nhà lộ vận. Những biển số bị từ chối thường liên quan đến những chữ như Vote, Bonnie, Bull, Seas và Chicago. Những biển số do cá nhân tự chọn bị hệ thống giải quyết của DMV tự động loại bỏ nếu vi phạm quy định của Colorado hoặc là vi phạm những điều mà các tiểu bang khác không cho phép. Danh sách này được thành lập từ nhiều năm qua theo lời khuyến nghị của Hiệp hội Điều hành Phương tiện Cơ giới Hoa Kỳ. Chủ sở hữu có thể khiếu nại nếu xét thấy rằng biển số xe tự chọn của họ đã bị từ chối một cách không chính đáng. Vào cửa triển lãm chăn nuôi gia súc quốc gia miễn phí. Theo thông thường thì muốn xem lễ hội triển lãm chăn nuôi gia súc quốc gia, ngoại trừ trẻ em dưới 2 tuổi, bất cứ ai cũng phải mua vé vào cửa. Nhưng thứ ba, ngày 10 tháng Giêng, ban tổ chức đã thông báo mọi người đều được vào cửa tự do, không phải mua vé. Điều lệ đặc biệt này chỉ áp dụng cho vé vào cửa, không áp dụng cho những vé bán riêng tại các trò chơi trong lễ hội kéo dài 16 ngày, từ thứ Bảy 7 tháng Giêng đến Chủ nhật 22 tháng Giêng. Dân chúng và du khách có thể đi dạo trong yards, mua sắm hàng hóa của hơn 300 nhà cung cấp, hay đến xem thảo cầm viên dành cho các thú cưng và nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc khác. Năm nay là năm thứ 117, lễ hội triển lãm chăn nuôi gia súc quốc gia được tổ chức để bảo tồn các thể loại giải trí và di sản của miền Tây được toàn quốc công nhận bằng một trong số những chương trình đua ngựa chuyên nghiệp và độc đáo nhất thế giới. Lễ hội này bao gồm cuộc triển lãm giàn ngựa khỏe mạnh, uy dũng nhất của Hoa Kỳ, đồng thời cũng là cuộc triển lãm thương mại nông nghiệp lớn nhất của tiểu bang Colorado. Bãi đậu xe miễn phí gần khu triển lãm dành cho những ai đến trước, nhưng sẽ nhanh chóng hết chỗ. Ban tổ chức khuyến khích du khách và dân chúng đậu xe tại sân vận động Coors Field. Cứ 10 phút sẽ có xe đưa đón miễn phí và ngừng tại nhà thi đấu Denver.